Hi, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của kênh Bado Official ha. Thì hôm nay mình sẽ video này mình sẽ chia sẻ cho tất cả các bạn và các anh chị về cái cách thay cái lulo ép của cái bộ sấy của tao 830DN máy in màu. Thì đây là cái con lulo đợt trước, cái video trước mình đã nói về con lulo này. Đây là con lulo lô ha, con lulo mà mua đây nè. Thì khi mà mình lắp vào nó bị cấn. Thì cái con này mình những video trước mình nói là nó sẽ phù hợp với những cái tiệm của mình chạy giấy mỏng thì cái con lulo này có thể chạy được. Tuy nhiên chạy giấy dày thì nó sẽ bị nhăn giấy và bị lem. Thì đây sau khi đi con này thay vào không được thì anh Hiếu có gửi cho mình đây là một con lulo rin của nó. Thì con lulo rin của nó thì nhìn các chị nhìn thấy nó sẽ khác hẳn hơi. Đây là con Luro Rin nè. Thì các bạn thấy bên đây nó sẽ có hai cái đầu màu màu nâu nha, màu đỏ. Hai màu đỏ. Còn cái con này thì bình thường nó không có gì hết. Thì con này cái Luro này màu đỏ thì nó sẽ dài hơn. Đây nè. Thì mình thấy cái con này nó sẽ bự hơn. Thì khi cái con Rin nó sẽ nhỏ hơn. Nhỏ hơn luôn. Đây. Đây, đây là hai con nè. Đó thì do đó là khi mà các bạn và các anh chị mà mua, nếu mà có lỡ hư cây này, nó xài nhiều lỡ hư cây này thì các anh chị có thể liên hệ cho anh Hiếu. Và các anh chị sẽ nói là nếu mà các anh chị đang có nhu cầu in giấy dày. In giấy dày, cái máy đó là dùng để in giấy dày, in kẹp sheet, in giấy định lượng 300, định lượng tới 300 thì các anh chị nên mua con này. Mua con lấy con rin về kêu anh Hiếu bán con rin cho thì chúng ta sẽ thay vào mới được. Còn cái con này đợt trước mình đã nói rồi, thay vào nó sẽ chạy, đối với chạy giấy dày nó sẽ bị nhăn giấy. Còn đối với giấy mỏng thì ok, giấy từ định lượng 80 à, 70 80 thì không có vấn đề gì nha. Đây con này. Rồi bây giờ mình sẽ chia sẻ cho tất cả các anh chị và các bạn về cái cách thay con lulo này vào máy. Rồi thì trên cuộn sấy là trước tiên để mở cái nắp ốp của cái bộ sấy này thì các anh chị mở trước cái phần nắp này. Đây nè. Ở trên đây nắp ốp đèn nhỏ này, anh chị mở ra trước. Chúng ta lấy ra. Bỏ này lên, lấy cái miếng này ra. Sau đó trên đây nó có hai cái con nó hai có cái miếng sắt nè, các anh chị đẩy lên là lấy ra được ha. Đẩy lên lấy ra được nè. Rồi tiếp đến là ở phía bên đây, trên đây và phía sau nó có hai con ốc thì các anh chị mở ra. Rồi sau đó các anh chị sẽ thấy ở phía sau này này nó có cái bánh xe. Đây, phía sau đây nó có ba cái bánh xe này. Thì các anh chị đẩy cái bánh xe này vào và các anh chị lấy cái ốp này lên nha. Các chị đẩy vào, thao tác các anh chị đẩy vào nè. Các anh chị vừa ấy các anh chị đẩy bánh xe vào thì các anh chị đẩy lên như vậy thì nó sẽ ra nắp ốp này ha. Chúng ta bỏ cái nắp ốp này qua một bên. Tiếp đến là các anh chị trên đây các anh chị sẽ thấy 1 2 3 và 4 con ốc. Ở phía sau đây nó có hai con ốc nữa. Đây. 1 2 3 4 và phía sau đây nó có hai con ốc. 1 2. Thì chúng ta sẽ mở 6 con ốc này ra. Rồi thì sờ mở 6 con ốc ra, chúng ta sẽ lấy nguyên cái bộ này lên. Các anh chị sẽ dỡ nguyên cái bộ này lên. Đây. Đây. À, nó nguyên cái bộ này. Chúng ta để qua một bên. Các anh chị nhớ cẩn thận coi chừng nó bay hai cái con lò xo này nha. Lúc cái video trước mình có nói là các anh chị là có thể tháo ra.
ha, cũng có thể tháo ra hoặc các bạn cũng có thể là không tháo. Nếu các anh chị cảm thấy mà nó chúng ta không có đụng gì tới nữa thì chúng ta sẽ để qua đây. Tại cái lò xo nó nhỏ lắm, nếu mà nó bay thì chúng ta sẽ khó, rất là khó tìm. Rồi tiếp đến là các anh chị nè, tiếp đến ha, là các anh chị trong đây sẽ thấy hai con giò nhiệt, gọi là con giò nhiệt nha. Thì các anh chị sẽ mở hai con lò giò nhiệt vào đây nè, các anh chị thấy nè, ở đây nó có hai con giò nhiệt nha. Mở ra, mở hai ốc này trong này ra. Này chúng ta mở mở là mở cái con giò nhiệt thôi, còn phía dưới đây nè nó có một cái thanh sắt nữa thì chúng ta khỏi mở nha, chúng ta chỉ mở cái con giò nhiệt nó cố định trên thanh sắt này thôi. Rồi tiếp đến là các anh chị sẽ mở cái hai con ốc này, hai con ốc của cái bộ ốc phía dưới ha, hai ốc bộ phía ốc phía dưới. Ở phía trước đây nó có hai con, chúng ta sẽ mở ra và chúng ta sẽ tháo nó ra. Rồi sau đó chúng ta sẽ gỡ gỡ ra. Chúng ta đẩy đẩy lên vậy nha. Các anh chị đẩy qua vậy, các anh chị lên này đẩy ra vậy. Thì các anh chị cố gắng là các anh chị gỡ cái chốt điện này ra nè. Gỡ hai chốt điện này ra. Sau đó các anh chị gỡ này lên. Và các anh chị sẽ lòn hai cái con giò nhiệt qua hai cái lỗ này và chúng ta sẽ đưa ra. Đây. Ta sẽ đưa ra như thế này. Rồi xong là phần tháo các nắp ốp. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu, các anh chị chú ý ha. Đối với thông thường á thì cũng có các anh chị, cũng có một số người ta chỉ là sẽ mở hết hai cái nắp bá này vào và chúng ta sẽ lấy tách ra hai phần giữa cái phần lu lô, giữa cái bao lụa, cái phần sấy và cái phần ép. Tuy nhiên ở đây mình để mình làm cho nhanh thì các anh chị cũng không cần phải tháo hết, và chúng ta chỉ cần chúng ta tháo một đầu thôi. Các anh chị chú ý là khi cái đầu, các anh chị có cái đầu ngay chỗ cái phần nhông này nè, cái phần nhông khuyết này nè, các anh chị mở ra thì các anh chị chỉ mở một cái đầu của phần nhông khuyết thôi. Rồi các anh chị sẽ mở ra thì chúng ta sẽ tách hai cái phần này ra và chúng ta sẽ thay được rồi, không cần phải chúng ta sẽ tháo hết ha. Đây chúng ta dùng cái tua vít đó, chúng ta nảy cái con chốt chốt đèn này ra nữa nè. Chốt đèn này ra và chúng ta lấy cái nhông khuyết này chúng ta bỏ ra một bên. Xong tiếp đó ha, các anh chị sẽ tháo, đây là một con ốc này, ở đây nó có một con ốc nè, hai con ốc nè, ba con ốc. Các anh chị tháo ba con ốc để các anh chị lấy cái bá sắt này ra, lấy cái bá sắt này ra ha. Các anh chị rút ra thì cái bá sắt này nó đưa vô đây nè, các chị rút ra đây, trong đây nó có cái con ấy, ở đây là cái đầu gá trên cái thanh để gá con lu lu vô. Rồi tiếp đến ở đây là các anh chị sẽ mở cái chốt chặn cái bá sắt này ra nữa, cái bá sắt nhỏ này chặn hai cái con nhông trong đây ra. Rồi các anh chị lấy ra ha, chú ý là nhớ cái khoen nhỏ này sẽ rơi ra ngoài.
Rồi chỗ này nè, chúng ta sẽ dùng kềm mũi nhọn để chúng ta tách cái khoen này ra, để chúng ta lấy cái khoen ra. Đây chúng ta tách cái khoen này ra ha. Anh chị nhớ cẩn thận ở chuyện nó bay nha, kiếm cái khoen này mệt lắm. Đây cái khoen ra mũi nhọn chúng ta sẽ bỏ vào. Chúng ta sẽ lấy ba cái con bánh xe này ra. Trong ba bánh xe này nó có bạc đạn hết nha. Rồi chúng ta để qua một bên. Rồi tiếp đến là trong đây nó có một cái bá sắt nhỏ nè. Chúng ta sẽ gỡ cái bá sắt này ra. Cái bá sắt này là nó để cố định, nó cố định giữa hai cái phần, cái phần lưu lô ép, lưu lô sấy để nó ép vào. Trong đây nè, chúng ta tháo cái bá sắt nhỏ này ra. Rồi chúng ta lấy ra. Thì cái bá sắt nhỏ này nó có cái chốt, chốt cố định nè, thấy không? Bá sắt nhỏ này, chốt cố định chúng ta bỏ qua một bên. Rồi tiếp đến nè, tiếp đến thì các anh chị sẽ tháo một ốc, hai ốc, chúng ta sẽ tháo luôn ốc này nha, ốc chỗ cái nó giữ cái đèn, nó giữ cái đèn sấy nè, chúng ta sẽ tháo ra. Chốt rồi ra nè. Rồi sau đó chúng ta sẽ tháo con ốc ở trên này nè. Ốc ở trên này chúng ta sẽ tháo ra. Rồi. Sau khi tháo con ốc này ra thì bây giờ chúng ta sẽ có thể là chúng ta tách được cái con lưu lô sấy này, chúng ta sẽ tách qua một bên. Đây. Đây bây giờ các anh chị thấy nè, chúng ta đừng có tách mạnh quá nha, các anh chị vừa tách ra cho nó hở khoảng này thôi, chúng ta sẽ lấy được cái con lulu ép này ra nha. Phía bên đây chúng ta vẫn không có thể, chúng ta vẫn giữ nguyên nha, chúng ta không ấy mà chúng ta làm cẩn thận, chúng ta không có làm mạnh nha. Rồi sau đó các anh chị nè, rút ra nè, thấy mình rút chưa? Rồi đây là cái phần lulu sấy nè, thấy không chị, thấy không? Khi mà bỏ vào chạy nhiều á, con lulu này nó rất là mềm nè, cảm thấy rất là mềm mà nó chạy là cái, bây giờ nó bể thêm phần này nữa ha. Phần này mấy bữa là mình gọt lại nè, mình gọt lại mình tận dụng, mình chạy lại chứ đỡ cái con kia vô thì nó bị ấy đó. Giờ bây giờ mình sẽ bỏ này ra luôn. Rồi bây giờ mình sẽ thay cái con lulu rinh vào. Này thì cái đầu dài mà nó có hai cái khuyết nè, là nó nằm ở phía cái bánh răng. Bây giờ chúng ta sẽ đưa vào đây. Thì ở đây nó có, chỉ cần đưa các anh chị đưa, chỉ cần đưa hai vào trong hai cái bạc đạn vào trong hai cái khớp thôi là nó sẽ ok. Đây. Không? Rất là nhanh. Rồi sau đó các anh chị đẩy lại, đẩy cái bộ phận sấy lại vào. Rồi. Bây giờ các anh chị có thể xoay được cái lưu loại này ha. Và trong quá trình thay thì các anh chị nên chú ý ha. Đang chậm nữa mình sẽ nói về cái phần chú ý ha. Thì sau khi là chúng ta thay vào rồi, bây giờ chúng ta sẽ ráp lại thôi. Còn nếu các anh chị xem có những video, cũng có thể là các anh chị khác đã chỉ, nhưng mà các anh chị khác sẽ chỉ mở thêm cái bát này nữa, thì các anh chị sẽ rất là khó, rất là lâu nha, rất là lâu để chúng ta làm, lâu lắm. Thì bây giờ đó, cái cách của mình là cái mình làm như thế này. Lắp vào. Thì khi mình lắp con ốc này vào trước thì các anh chị chỉ cần gá nhẹ thôi để chúng ta cố định được cái con này trước, tại con này nó có cái chốt này. Chúng ta sẽ đẩy lên, chúng ta sẽ đưa vào cho nó vào trong cái chốt nè, nó có cái chốt nè. Đây, khi mà nó vào khít cái chốt rồi á thì chúng ta sẽ dặn được. Chúng ta sẽ dặn cứng thôi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ ráp con này vào, ráp ốc vào. Nè. Con này nó sẽ để cố định giữa cái phần hồi nãy mình tách ra đó với cái phần trong cái phần lulu sấy. Chúng ta dặn lại, chúng ta dặn vừa tay thôi. Rồi dặn con ở trên. Rồi tiếp đến là chúng ta sẽ bỏ cái con chốt này vào nè. Ha, chúng ta sẽ thay con vào nè.
các anh chị cũng có thể là không có tháo ra được, nhưng mà mình thì khi nãy mình thao tác á, thì mình tháo ra cho nó này. Sau này các anh chị cũng có thể là bỏ bớt qua khâu này ha. Rồi giãn ốc lại. Rồi. Coi như là xong một cái phần cố định lại ha, cố định đi bát này. Bát này lại rồi. Bây giờ tới đến là chúng ta sẽ đưa ba cái bánh xe này vào thì anh chị được chỉ đưa vào thôi. Chứ mà phải đưa thuận chiều nha, có khi nó sẽ bị cắn đấy. Các anh chị nên đưa vào, thì ở đây nó có hai nè. hai cái khuyết vuông này, thì chị đưa vào các anh chị lắc, các anh chị coi thử rồi cái này vào nè, rồi sau đó chúng ta sẽ lấy cái khoe tiếp đến, chúng ta sẽ cố định cái khoe này lại bằng cái kềm mũi nhọn nha. Đây là khoe. Rồi tiếp đến chúng ta sẽ đưa cái bá này vào. Đây cái bá ngoài này thì cái móc này nó sẽ nằm quay ra ngoài. Rồi chúng ta dặn ốc lại. Giả ốc lại nha. Rồi ốc lại xong, bây giờ chúng ta sẽ đưa cái bá này vào. Thì cái bá này nè, ở đây nó có con, chúng ta sẽ đưa vào tại cái đầu này là cái đầu gá đỡ của cái bộ sấy vào trong cái thân máy, thì do đó là nó sẽ đưa ra ngoài. Chúng ta sẽ đẩy vào ha, đây nè, đẩy vào đây, đây. Oh, sorry, hồi nãy đứng lẽ con này nó sẽ dặn ốc sau mà mình dặn trước ha, bây giờ mình sẽ tháo nó lại. Đây rồi đưa cái bá này vô đây, đưa bá này vô và sau đó chúng ta sẽ dặn ốc lại. Bây giờ chúng ta sẽ dặn ba con ốc cho nó cứng. Rồi mình đưa cái con đó, mình đưa con mặt đạn này vô đây. Rồi bây giờ các anh chị thấy là cái phần thay là chúng ta đã xong rồi ha. Phần thay bá này chúng ta đã xong rồi nè. Rồi bây giờ chúng ta sẽ ráp lại thôi. Nó cũng đơn giản đúng không các bạn, các anh chị. Rồi bây giờ chúng ta sẽ ráp lại. Thứ tiên thì chúng ta sẽ ráp cái bá ốp này trước. Cái bá ốp này khi mà ráp lại các anh chị sẽ thấy, cảm thấy nó hơi khó khăn một chút. Lý do là nó có hai cái sợi dây điện này nè ha. Bây giờ để ráp vào, chúng ta sẽ đưa trước vào trong hai con sensor chúng ta đưa vào trước để nó sợ nó bị cắn, nó bị đứt. Thì bây giờ chúng ở dưới nó có hai cái lỗ, các anh chị để cái này gá vào, các anh chị đưa vào đây, đưa vào trước đây ha, vào trước đây nha. Rồi một em, rồi sau đó chúng ta sẽ đưa con thứ hai vào và chúng ta sẽ đưa nó xuống. Rồi sau đó chúng ta sẽ đưa nó đây nè, đó. Sau khi chúng ta sẽ đưa hai con ấy vào rồi xong, chúng ta sẽ đưa xuống đây. Đây. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đưa lên đi. Rồi bây giờ nha. Bây giờ chúng ta sẽ gắn cái con hai cái con sensor này vào luôn. Thì các anh chị nhìn vào đó thì thấy có hai con sensor, thì bây giờ chúng ta sẽ gắn vào thôi. Đây.
Rồi bây giờ nè, anh chị thấy bây giờ gắn hai con sensor dò rồi vào rồi thấy không? Đây một con nè, ở đây một con ha. Rồi bây giờ tiếp đến cái đầu này. Cái đầu này các anh chị khi mà bỏ vào, các anh chị là để hai cái chốt điện vào liền ha, để chập được chúng ta quên. Và chỗ đây đó, nó có cái khe nè, chỗ đây nó có cái khe để nhét cái này vào, nhét cái chốt điện này vào cho nó gọn á. Đây đối với phía đây thì đây mình chúng ta sẽ gắn cái con chốt điện này vào ha. Ở đây nè, chúng ta sẽ gắn cái chốt điện này vào. Rồi sau đó các anh chị gài sao cho nó để sao cho nó gọn chốt điện thôi, để cho nó khỏi cấn nha. Gài sao cho nó cái con chốt điện này nó đưa vào. Chúng ta gài lại mấy cái sợi dây điện này cho nó gọn. Ở đây nó có các đồ gài theo này. Gài theo, chúng ta gài cho nó gọn thôi. Làm sao các anh chị đưa trong chốt điện này cho nó gọn, rồi sau đó chúng ta sẽ đẩy nó xuống, chúng ta sẽ đưa sao vào cho nó khớp nha. Cái này nó hở cao là nó không có vô được, bây giờ chúng ta sẽ đưa vào cho nó khớp này. Đây chúng ta đưa vào vậy nó sẽ khớp cái này. Rồi sau đó chúng ta sẽ dặn bốn con ốc hồi nãy chúng ta mở ra, thì bây giờ chúng ta sẽ dặn lại thôi. Đây. Cứ để hai con trước chúng ta dặn vào. Tiếp đến con thứ hai. Chúng ta sẽ ra trước, chúng ta sẽ dặn hai con này nha. Rồi, xong. Bây giờ ở đây chúng ta gắn cái con khuyết này vào đây nha. Cái đầu có nó có cái đầu dài nè, thì chúng ta gắn vào trong nè, gắn vào. Giờ chúng ta lấy cái khoe chúng ta bóp nó vào, chúng ta cố định cái khoe lại ha. Sau đó chúng ta sẽ đưa con ốc khuyết này vào và chúng ta sẽ dặn lại. Chúng ta dặn ốc khuyết này xong. Rồi tiếp đến là các anh chị sẽ đưa cái bá này vào. Chúng ta sẽ đưa vào thôi. Trên đây nó có mấy cái khớp nè. Ở trên đây là nó có mấy cái lỗ này. Đó, mấy cái lỗ này. Thì trên đây nó có tương đương với mấy cái chốt. Thì các anh chị sẽ đưa vào. Rồi các anh chị sẽ thấy nó khớp.
mấy cái lỗ đó nó vào trong mấy cái chốt, rồi chúng ta sẽ dặn 6 con ốc lại. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đưa cái nắp ốp này vào ha, đầu này vào trước ha, chúng ta đưa vào xuống, đưa xuống vậy nè, chúng ta xong chúng ta đưa xuống vậy nha, chúng ta đưa xuống đó, à, chúng ta đưa vô cái khớp này xong chúng ta đưa vô, rồi chúng ta đẩy nhẹ xuống, đẩy nhẹ xuống để cho mấy cái bánh xe này nó đưa vào nè, đó, rồi bây giờ nó xong nè, đưa vào, thì chúng ta coi thử là mấy cái chốt nè, mấy cái khớp rồi nó khớp chưa, tại đây nó có cái khớp theo nè, khớp theo cái này ha. Chúng ta coi nó cấn chỗ nào thì chúng ta sẽ khắc phục. Rồi, chúng ta kiểm tra, ok. Coi nó cấn với sợi dây điện không. Nếu nó cấn sợi dây điện thì các anh chị lấy cái cây twist nè, các anh chị đẩy vô. Một lúc cái sợi dây điện mình làm nó hơi chạy ra đó. Đây là hai cái đầu gá hả? Rồi bây giờ chúng ta dặn ốc lại, dặn bốn ốc lại. Chúng ta dặn hai ốc phía sau vô. Rồi. Tới đến bây giờ là chúng ta sẽ đưa hai cái khoang chốt này vào. À, chỉ cần đưa vào thôi. Chúng ta đẩy xuống. Chúng ta móc vào, chúng ta đẩy xuống là xong. Rồi, cái cuối cùng đó là đưa cái nắp ốp này vào phía trên. Rồi chúng ta dặn hai ốc cuối cùng vào nữa là xong. Rồi như vậy là mình đã chia sẻ xong cho tất cả các anh chị và các bạn về cái cách thay cái lulo ép của bộ sấy của máy in màu Rico 830DN. Thì hồi nãy có một cái chú ý là ngay chỗ bao lụa, thì các anh chị nên chú ý là khi đó các anh chị thay thì các anh chị cẩn thận cái bao lụa, để sợ có thường bao lụa mà nó mớp hoặc là nó bị xước, thì các anh chị tốt nhất nên thay luôn cái bao lụa, đi mua cái bao lụa và thay luôn, tại vì khi cái bao lụa mà nó bị xước thì in ra cái bản in nó sẽ bị xước, à, nó bị mớp bị xước thì in ra nó sẽ bị cái nó làm cho cái bản in của mình nó không được đẹp, do đó là có một cái chú ý là ngay chỗ cái bao lụa của trong cái bộ sấy này như thế này. Rồi đó là toàn bộ cái video, à, các anh chị khi xem video thì các anh chị nên xem từ đầu đến cuối, tại video mà chia sẻ về sửa chữa thì nó hơi dài dòng và nó hơi lâu, nó hơi khô khan một chút, tuy nhiên các anh chị cố gắng các anh chị theo dõi từ đầu đến cuối, để chúng ta biết được cái nào tháo trước, chúng nào tháo sau, vì cái đó thì ở video này mình chia sẻ cho các bạn và các anh chị ha, đó là chúng ta chỉ cần tháo một cái má đầu thôi, một cái má đầu phía bên ngay chỗ mấy cái nhông này thôi, chúng ta tách ra nhẹ nhàng, và chúng ta trong quá trình tách thì các anh chị tách nhẹ nhàng, các anh chị đừng có giật quá thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái phần bên đây, chúng ta sẽ tách làm sao chiều đủ để cho nó ra cái bao lụa với lại một phần sấy thôi, rồi sau đó chúng ta đưa vào rất là dễ, hồi nãy mình đã các anh chị coi cái khúc đó thì các anh chị sẽ cảm thấy rất là dễ. Rồi video của mình chia sẻ đến đây là kết thúc ha. Nếu các anh chị cảm thấy video này thật sự có hữu ích cho tất cả các anh chị và các bạn thì các bạn và các anh chị hãy bấm nút chia sẻ để cho mọi người cùng theo dõi.
và đừng quên bấm like để ủng hộ tinh thần cho video. Nếu các anh chị nào mới vừa ghé vào kênh Ba Đô Official thì các anh chị hãy cố gắng giúp mình đăng ký kênh để cho kênh này càng phát triển hơn. Và bây giờ xin chúc tất cả các anh chị thật là nhiều sức khỏe, làm ăn thật là đắt khách. Chúc các anh chị và các gia đình luôn luôn thành công trên công việc của mình. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị và các bạn ở video sau. Bye bye.